Nhận lời mời của nước Chủ tịch G20 năm 2020 là Ả Rập Xê Út, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 theo hình thức trực tuyến vào ngày 21 và ngày 22 tháng 11. Tối qua, 22 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự phiên thảo luận thứ hai với chủ đề Xây dựng tương lai bền vững, bao trùm và có sức chống chịu. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo G20 nhấn mạnh dịch COVID-19 đã khiến các nỗ lực giải quyết tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, ứng phó biến đổi khí hậu, xử lý suy thoái môi trường, phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết. Các nước tham gia Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ hiệp định, trong đó các nước phát triển huy động 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để hỗ trợ các nước đang phát triển triển khai hiệp định. Các nhà lãnh đạo khẳng định ủng hộ xây dựng nền kinh tế carbon tuần hoàn, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng năng lượng sạch, ổn định, an toàn, bền vững với chi phí hợp lý, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm giảm suy thoái đất, bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học, bảo đảm an ninh lương thực và quản lý bền vững nguồn nước. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của G20 trong thúc đẩy thực hiện đúng thời hạn chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, tăng cường hơn nữa trao quyền cho phụ nữ và thanh niên, bao gồm việc nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy phát triển tài chính bao trùm, thu hẹp khoảng cách số. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi G20 cùng với sự hợp tác của Liên Hợp Quốc, WB, IMF, WTO cần tích cực kiến tạo những nền tảng phát triển mới như chuyển đổi nền kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh để vượt qua thách thức và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các nước G20 hỗ trợ tài chính và công nghệ cho các nước đang phát triển, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua tham gia hiệu quả chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp cận thị trường và các nguồn vốn vay ưu đãi, đồng thời đẩy mạnh hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, nhất là chống suy giảm chất lượng đất, bảo tồn san hô, giảm rác thải nhựa và quản lý bền vững nguồn nước. Thủ tướng nhấn mạnh hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững và bao trùm. Điều này chỉ có được khi quan hệ quốc tế được duy trì thông qua hệ thống đa phương dựa trên luật lệ, các quốc gia cùng tôn trọng, hiểu biết, đối thoại, hợp tác và tin cậy lẫn nhau. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để G20, Liên Hợp Quốc và các thể chế đa phương phát huy vai trò trong xử lý các vấn đề toàn cầu trong bối cảnh mới.